thì bao giờ thủy phải cũng lớn hơn thủy thủy trái, đúng không ạ? Thủy phải lớn hơn thủy trái. Mặt thứ hai chúng ta nhìn được đó là mặt tạng. Mặt tạng được gọi là mặt tạng vì nó có liên quan với các tạng ở trong ổ bụng, đúng không ạ? Nó liên quan với các tạng nằm ở trong ổ bụng. Thì ở mặt tạng này chúng ta lưu ý là các tổ chức ở cái mặt tạng này sẽ được chia thành tới 4 thùy. Và để được chia thành 4 thùy như vậy thì nó phải có được những cái ranh giới. Những ranh giới này chúng ta sẽ thấy như sau. Thứ nhất, chúng ta sẽ có một cái rặng dọc ở phía bên phải. Thứ hai, một cái rặng dọc ở phía bên trái. Và thứ ba, một cái rặng nằm ngang. Đúng không ạ? Rặng nằm ngang. Thì đầu tiên chúng ta nhìn vào cái rặng dọc bên phải. Rặng dọc bên phải ở phía trước đó là cái hố túi mật. Rặng dọc bên phải ở phía trước đó là cái hố túi mật. Chúng ta lưu ý hố túi mật thì sẽ có cái gì nằm ở trên hả? Túi mật. Túi mật nó có nằm rời ra khỏi cái gan không? Nó như thế nào ạ? Nó dính vào gan. Vậy khi nó dính vào gan, vậy theo chúng ta thấy cái hố túi mật này có phục mạc che phủ không? Có không? Có không? Không. Chúng ta lưu ý hố túi mật không có phục mạc che phủ. Đó cũng là một cái đặc biệt. Trong sau này chúng ta nhớ trong cái phẫu thuật lấy sỏi hoặc là chúng ta cắt túi mật thì chúng ta nhớ để ý ở đây cũng không có phúc mạc. Thành phần thứ hai ở phía sau của cái rặng dọc bên phải đó là hệ thống tĩnh mạch chủ dưới, cái rặng tĩnh mạch chủ dưới, rặng tĩnh mạch chủ dưới. Chúng ta nhìn sang cái rặng dọc thứ hai là rặng dọc bên trái. Thì rặng dọc bên trái chúng ta cũng có ở phía trước, đó là cái khuyết dây chằng tròn. Ở phía trước là khuyết dây chằng tròn. Và phía sau là cái khe dây chằng tĩnh mạch. Khe dây chằng tĩnh mạch. Thì những cái khuyết dây chằng tròn hoặc khe dây chằng tĩnh mạch này ở đây đều là những cái di tích trong cái phôi thai. Phôi thai. Các anh chị có nhớ lại cái hệ thống tuần hoàn thai nhi không? Nhớ tuần hoàn thai nhi không? Chúng ta có tĩnh mạch gì, có động mạch gì? Mạch rốn. Như vậy đó chính là rặng dọc ở bên trái. Còn cái rặng nằm ngang, rặng nằm ngang hay chúng ta còn gọi là cửa của gan, cửa gan. Thì trong cửa gan chúng ta có ba thành phần. Một, cái phần mà màu vàng chúng ta đang nhìn được ở đây đó là ống gan chung. Cái thứ hai là động mạch gan riêng, ống gan chung, động mạch gan riêng. Và thành phần thứ ba là tĩnh mạch cửa. Ống gan chung, động mạch gan riêng và tĩnh mạch cửa. Như vậy với cái cấu trúc mà chúng ta vừa nói, rặng dọc bên phải, rặng dọc bên trái và cái khe ngang hay là cửa gan, rõ ràng mặt tạng được chia làm mấy thùy đó? 4 thùy. Chúng ta có thùy thứ nhất, thùy phải. Mặt tạng sẽ gồm có 4 thùy, thùy phải. Nằm ở đâu ạ? Bên phải rặng dọc bên phải, đúng không? Thùy phải sẽ nằm phía bên phải của rặng dọc bên phải. Và trên cái mặt của cái thùy phải này, nó sẽ có những cái vết ấn của các cơ quan đè vào. Thì ở đây chúng ta có các ấn của kết tràng, ấn thận, ấn tuyến thượng thận, ấn tá tràng. Ấn kết tràng, ấn thận, ấn tuyến thượng thận, ấn tá tràng. Ấn thận, ấn tuyến thượng thận và cái ấn của tá tràng. Ở thùy trái, tương tự như vậy sẽ nằm phía bên trái của rặng dọc bên trái. Và nó có một cái ấn rất lớn thôi. Liên quan với gì hồi nãy chúng ta nói ạ? Với gan, ấn gan. À xin lỗi, với dạ dày. Liên quan với dạ dày. Ở thùy trái nó có cái ấn rất lớn, đó là ấn dạ dày. Đây là phía trước hay là phía sau?
Như vậy phía trước của rạng ngang chúng ta có thùy vuông. Phía trước của rạng ngang chúng ta sẽ có thùy vuông. Và trong thùy vuông chúng ta có cái vết ấn của môn vị. Ấn của môn vị. Trong thùy vuông chúng ta có cái ấn của môn vị. Và như vậy phía sau của cái rạng ngang chúng ta có thùy đuôi. À, thùy đuôi. Có thùy đuôi. Phía sau của rạng ngang thì sẽ có thùy đuôi. Như vậy thùy đuôi nó có hai cái mỏm chúng ta cần lưu ý. Đó là mỏm đuôi và mỏm nhú. Cái còn gọi là mỏm gai. Ở thùy đuôi chúng ta có hai cái mỏm chúng ta cần lưu ý. Một là mỏm gai hay mỏm chúng ta gọi là mỏm nhú cũng được. Mỏm gai và một cái là mỏm đuôi. Thùy đuôi sẽ có hai mỏm là mỏm gai và mỏm đuôi. Mỏm gai và mỏm đuôi. Được chưa? Anh chị hình dung tại sao chỗ này người ta gọi là vùng trần chưa? Phía sau này. Phúc mạc khi nó phủ lên trên đúng không ạ? Như vậy chúng ta đã thấy được đó là cái cách phân chia thành các thùy theo giải phẫu. À, chúng ta cũng biết là đây là cấu trúc về hình thể trong thì cái gì chúng ta xem về trong cái phần mô học trở lại cũng được, không cần phải nhắc lại. Về cái cấu trúc của phân chia của thùy gan thì chúng ta cũng biết là ngoài cách phân chia theo cái giải phẫu cổ điển thì gan còn được cách phân chia theo giải phẫu, theo đường mạch mật. Theo đường mạch mật nghĩa là cái đường hệ thống mạch máu và mật đi bên trong của gan. Đi bên trong của gan. Thì cái phương pháp này được đưa ra đầu tiên chính là giáo sư Tôn Thất Tùng. Ông Tôn Thất Tùng ở Việt Nam mình á, đúng không? Giáo sư Tôn Thất Tùng. Và khi ông mổ gan theo hệ thống đường mạch mật này thì ông thấy rằng rõ ràng nó ít bị gì ạ? Ít chảy máu. Không chảy máu. Cho nên phương pháp mổ của ông được thế giới công nhận và người ta được xem lúc thời điểm đó là cái phương pháp mổ rất ưu việt và hiện nay người ta vẫn áp dụng. Người ta gọi là phương pháp mổ gan khô vì không có chảy máu, ít chảy máu đấy. Và được đưa vào trong cái y văn thế giới mà chúng ta hiện nay vẫn còn đang học. Phương pháp mổ Tôn Thất Tùng. Thì để phương pháp phân chia được theo đường mạch mật này thì người ta sẽ chia như sau. Như sau. Chúng ta nhìn thử đây là mặt gì của gan? Mặt hoành. Ở đây là cái gì của chúng ta nói ạ? Đây là dây chằng lìa là chúng ta nói ạ? Liền đúng không? Như vậy đây thùy phải, đây thùy gì ạ? Thùy trái đúng không? Thì bây giờ theo đường mạch mật người ta cũng dựa theo một chút như vậy. Đầu tiên người ta thấy ở giữa của gan nó có một cái tĩnh mạch và cái tĩnh mạch đó được gọi là tĩnh mạch giữa gan. Tĩnh mạch giữa của gan nằm ở cái khe giữa. Cái thứ hai, nằm bên cạnh của cái tĩnh mạch giữa gan chúng ta có một cái tĩnh mạch thứ hai được gọi đó là hệ thống tĩnh mạch gan trái. Tĩnh mạch gan trái. Tĩnh mạch gan trái này sẽ nằm ở trong cấu trúc chúng ta tạm thời được gọi là khe liên phân thùy trái. Khe liên phân thùy trái. Như vậy cái khe giữa và khe liên phân thùy trái trong đó với hai cái hệ thống tĩnh mạch chúng ta vừa nói sẽ chia cái thùy trái của gan ở đây thành hai phân thùy, đúng không ạ? Hai phân thùy. Phân thùy giữa và phân thùy bên. Như vậy chúng ta có cái khe giữa và khe liên phân thùy trái sẽ chia thành hai cái phân thùy ở đây là phân thùy giữa và phân thùy bên. Phân thùy giữa và phân thùy bên. Được chưa? Rồi bây giờ chúng ta nhìn sang bên phải. Nằm bên phải của cái khe giữa thì chúng ta ở đây chúng ta cũng có một cái khe. Nếu đây là khe liên phân thùy trái thì đây sẽ là khe gì? Liên phân thủy phải. Và trong đó sẽ có tĩnh mạch gan phải. Tĩnh mạch gan phải. Như vậy khe giữa, khe liên phân thủy phải cũng chia cái thủy phải của gan ở đây thành mấy phân thủy?
2, phân thủy sau và phân thủy trước. Đúng không ạ? Như vậy chúng ta có khe giữa và khe liên phân thủy trái, cùng chia gan chúng ta làm hai cái phân thủy sau và phân thủy trước. Nào, chúng ta lại nhìn tiếp theo. Ở đây chúng ta lại nhìn thấy đi qua cái cấu trúc của các phân thủy, chúng ta có những cái tĩnh mạch, nó sẽ chia cái phân thủy đó ra làm hai phần. Ở bên trái chúng ta có cái khe phụ giữa của thủy trái, nó sẽ chia cái phân thủy giữa thành hai phân thủy, chúng ta gọi đó là 4A, 4B. Khe phụ giữa sẽ chia phân thủy giữa thành hai phân thủy 4A, 4B. Và chia phân thủy bên thành hai cái phân thủy 2 và 3. Chia thành hai phân thủy 2 và 3. Tương tự bên phải cũng vậy. Khe phụ giữa của thủy phải cũng chia. Chúng ta có cái thủy sau thành phân thủy 6, 7 và phân thủy trước thành phân thủy 5, 8. 6, 7 và 5, 8. Như vậy chúng ta đã thấy được có 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Còn cái phân thủy 1 chính là thủy đuôi. Phân thủy 1 chính là thủy đuôi. Đây, thủy đuôi. Như vậy cuối cùng anh chị thấy rằng để phân chia theo đường mạch mật thì gan được phân chia thành bao nhiêu cái phân thủy? 8. Chúng ta còn gọi đó là 8 hạ phân thủy. À, 8 hạ phân thủy. Nhỏ hơn ha, 8 hạ phân thủy. Như vậy anh chị nhìn hình ảnh này thấy nó nhớ cái dễ hay khó? Để dễ nhớ anh chị nhớ theo chiều gì đó, chiều đồng hồ 1 2 3 4 5 6 7 8, thì chúng ta sẽ nhớ được ha, theo chiều kim đồng hồ. Và đây sau này chúng ta học trên chẩn về các hình ảnh chẩn đoán, ví dụ chúng ta trong siêu âm anh chị nói hạ phân thủy 4 chẳng hạn, có khối u hoặc là chúng ta đang bị tổn thương hạ phân thủy 8 vân vân, thì chúng ta cũng sẽ nhớ được vào vị trí này, chúng ta biết được. Cái này sẽ được học ngay cả trên ảnh của siêu âm. Đây thì đuôi thì một là nhớ. Thì cái quan trọng nhất là chúng ta nhớ cách phân chia, cách phân chia. Về mạch máu cung cấp cho gan thì gan sẽ được cung cấp máu từ cái động mạch gan, gan chung. Gan được cung cấp máu từ động mạch gan chung. Và gan chung sau khi cho nhánh gì ạ? Anh chị nhớ lại không? Vị tá tràng thì gọi là động mạch gì ạ? Gan riêng. Gan riêng đi về gan chia làm hai nhánh, gan phải và gan trái. Động mạch gan chung sau cho khi cho nhánh động mạch vị tá tràng thì được gọi là động mạch gan riêng. Và gan riêng sẽ cho hai nhánh, gan phải và gan trái. Sẽ cho hai nhánh gan phải và gan trái. Gan phải và gan trái. Rồi. Thì động các động mạch gan nó có rất nhiều những bất thường, thì cái này thôi chúng ta bỏ qua, cần nhắc đến. Anh chị chú ý cái phần chính thôi. Thì cái động mạch gan phải sẽ cung cấp máu cho cái gì? Động mạch gan phải sẽ cho các nhánh động mạch, thứ nhất động mạch túi mật. Động mạch túi mật. Nhánh thứ hai chúng ta gọi đó là nhánh động mạch cho thủy đuôi. Và nhánh thứ ba là các động nhánh cho động mạch phân thủy trước và sau. Động mạch phân thủy trước và sau. Như vậy còn lại động mạch gan gì ạ? Gan trái. Như vậy theo chị nó sẽ có nhánh động mạch gì? Chúng ta đã có phân thủy trước và sau thì còn là phân thủy gì ạ? Giữa và bên. Sẽ cho nhánh động mạch
phân thủy giữa ở bên. Bề mặt phân thủy giữa và bên. Thì như hồi nãy chúng ta biết là ở gan thì sẽ có một cái tĩnh mạch rất lớn đi về gan. Đó là hệ thống tĩnh mạch gì ạ? Tĩnh mạch cửa đi về gan. Thì để đi tĩnh mạch cửa, có phải chị đang thấy nó nhận máu từ cái hệ thống ruột non, hệ thống ruột già, hệ thống từ tĩnh mạch lách để đổ về, đi về gan. Cho nên nó mang tất cả các chất dinh dưỡng, các chất đi từ hệ thống tiêu hóa để trở về gan. Như vậy sau khi đưa về gan xong thì gan sẽ có hiện tượng tổng hợp và trao đổi chất. Sau đó những cái chất từ gan sẽ theo hệ thống tĩnh mạch chủ dưới, rồi đi qua tĩnh mạch chủ trên, đi về hệ thống tuần hoàn. Chính vì vậy ở trong gan, hệ thống tĩnh mạch cửa được nối tiếp với hệ thống tĩnh mạch chủ, đúng không? Giống như anh chị sẽ thấy ở đây, đều là hệ thống tĩnh mạch cả. Một cái là tĩnh mạch cửa và bên kia đó là tĩnh mạch chủ. Đấy là cấu trúc rất là đặc biệt trong cơ thể chúng ta, vì chúng ta thường hay thấy là khi trao đổi chất thì giữa tĩnh mạch và động mạch trao đổi với nhau, còn ở đây thì hai hệ thống tĩnh mạch trao đổi với nhau, cho nên gọi là tĩnh mạch gắn. Sau này chúng ta học trong cái hệ tiết niệu, chúng ta cũng sẽ thấy có một cái hệ thống đặc biệt, đó là hệ thống động mạch gắn trong thận. Vì chúng ta nhớ, chúng ta học nhớ tiết niệu rồi đúng không? Học thận nhớ không? Cấu trúc nephron của thận là đơn vị chức năng của thận. Thì trong cái nephron nó có được cấu tạo mấy thành phần? Một, đó là gì ạ? Cầu thận, hay còn gọi là quặng cầu. Thành phần thứ hai là các ống sinh niệu đi vào trong tiểu thể thận hay là cầu thận. Thì chúng ta nhớ bên ngoài là cái năng bo man, còn bên trong là có tiểu động mạch nhập và tiểu động mạch xuất. Như vậy có phải chỗ đó hai cái động mạch nối với nhau không? Hệ thống động mạch gắn. Như vậy ở đây chúng ta lưu ý cái tĩnh mạch cửa của gan một chút. Tĩnh mạch cửa được nhận máu từ tĩnh mạch lấp và tĩnh mạch mạc treo tràn trên. Tĩnh mạch cửa được nhận máu từ cái tĩnh mạch lấp và tĩnh mạch mạc treo tràn trên. Trên đường đi thì tĩnh mạch lấp còn nhận nhánh tĩnh mạch mạc treo tràn dưới. Trên đường đi thì tĩnh mạch lấp nhận nhánh tĩnh mạch mạc treo tràn dưới. Nếu chị đọc những cái sách xuất bản vào những năm trước năm 80 thì anh chị sẽ được thấy người ta ghi trong tài liệu là tĩnh mạch cửa được tạo bởi từ tĩnh mạch mạc treo tràn trên, tĩnh mạch mạc treo tràn dưới và tĩnh mạch lấp. Là mấy tĩnh mạch ạ? Ba. Nhưng bây giờ chị nhớ chỉ từ hai tĩnh mạch thôi. Còn tĩnh mạch lấp được đổ vào, xin lỗi, mạc treo tràn dưới thì được đổ vào trong tĩnh mạch lấp. Tĩnh mạch lấp cùng với tĩnh mạch mạc treo tràn trên tạo thành thân tĩnh mạch lấp. Tĩnh mạch mạc treo tràn trên và tĩnh mạch lấp sẽ được tạo thành cái thân tĩnh mạch lấp mạc treo tràn đó. Thân tĩnh mạch lấp mạc treo tràn. Mạc treo tràn trên đây. Cái gì? Thân tĩnh mạch lấp mạc treo tràn, chúng ta gọi chung là mạc treo tràn. Mạc treo tràn trên. Tôi chỉ hơi bị sai đúng không? Trên đài một chút nha. Đây, chỗ này nè. Thân tĩnh mạch lấp. Rồi, bây giờ chúng ta nhìn tiếp theo. Từ hệ thống tĩnh mạch lấp, nó còn nhận được rất nhiều những cái hệ thống tĩnh mạch từ dạ dày, tĩnh mạch vị trái, tĩnh mạch vị phải và tĩnh mạch trước môn vị. Tĩnh mạch lấp còn nhận được cái hệ thống tĩnh mạch vị phải, vị trái và tĩnh mạch trước môn vị. Trước môn vị. Và như vậy khi nó đi về trong gan
thì tất cả những hệ thống tĩnh mạch này sẽ được nối thông với các hệ thống tĩnh mạch nằm ở trong vùng trung thất, từ dưới gan, anh chị thấy là theo tĩnh mạch chủ đi lên. Và vì vậy giữa tĩnh mạch cửa, giữa hệ thống tĩnh mạch cửa và hệ thống tĩnh mạch chủ, nó sẽ tạo thành những cái vòng nối, và người ta gọi đó là vòng nối cửa chủ. Giữa tĩnh mạch cửa và tĩnh mạch chủ tạo thành các vòng nối cửa chủ, các vòng nối cửa chủ. Trong đó chúng ta lưu ý cái vòng nối mà nó thường xảy ra những cái triệu chứng trong các bệnh lý chúng ta hay gặp, đó là hai cái vòng nối, một là vòng nối thực quản và hai là vòng nối ở trực tràng. Vòng nối thực quản là vòng nối trực tràng. Khi anh chị thấy ở đây hệ thống tĩnh mạch thực quản, khi chúng ta bị tăng áp lực ở gan, ví dụ trong các bệnh lý của gan như xơ gan chẳng hạn, nó sẽ làm tăng áp lực cấu trúc ở vùng gan. Và như vậy có phải thông qua cái hệ thống tĩnh mạch cửa và tĩnh mạch chủ thì hệ thống đám rối xung quanh tĩnh mạch này cũng bị căng giãn ra, và nó có nguy cơ bị gì ạ? Bị vỡ. Chúng ta gọi là vỡ đám rối tĩnh mạch thực quản trong bệnh lý của xơ gan. Hoặc là chúng ta sẽ có những trường hợp cái hệ thống ở dưới trực tràng, trực tràng khi chúng ta bị tổn thương ở gan thì cái vòng nối giữa tĩnh mạch, đây hệ thống tĩnh mạch chủ này, hệ thống tĩnh mạch cửa tạo thành cái vòng nối quanh trực tràng, thì hệ thống này cũng bị tăng áp lực và nó bị vỡ gây ra xuất huyết. Đây không phải là trĩ, đây là xuất huyết của đám rối trực tràng chứ không phải đám rối cửa chủ. Còn trĩ là khác nữa, đúng không? Trĩ là một tình trạng bị gì, giãn tĩnh mạch gì thôi, trực tràng chứ không phải của đám rối ha. Như vậy chúng ta xong được một chút về đó là phần gan. Thần kinh thì chúng ta đã được học trong cái phần của dạ dày, cho nên tôi không nhắc lại. Về các phương tiện cố định của gan. Gan.